Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy hơn nữa vai trò của các doanh nghiệp và người dân về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Phát biểu tại lễ phát động, đại diện vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương cho biết, cuộc thi là một trong những phương thức tuyên truyền hiện đại nhằm nâng cao nhận thức, phát huy hơn nữa vai trò của các doanh nghiệp trong ngành công thương cũng như người dân trong hoạt động về sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Cuộc thi sẽ tìm kiếm một số sản phẩm bao gồm logo biểu trưng và slogan khẩu hiệu để thể hiện được thông điệp của chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, trong đó logo gồm hình ảnh đồ họa hoặc chữ hoặc kết hợp để giúp nhận dạng thương hiệu chương trình. Slogan gồm một câu văn ngắn gọn xúc tích và thể hiện được thông điệp của chương trình tại lễ phát động đại diện ban giám khảo của cuộc thi đã công bố quy chế và điều lệ của cuộc thi theo đó cuộc thi mở rộng tới mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước không phân biệt độ tuổi và ngành nghề các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân tự do hoặc theo nhóm